Tiếp nối thành công của hoạt động trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh trong nhiều năm học qua, sáng nay 14 tháng 10, tại huyện Tháp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công ty HES Tân Kiều đã tổ chức trao tặng hơn 24.600 nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn tỉnh. Với chủ đề giữ trọn ước mơ, chương trình tặng nón bảo hiểm hướng đến mục tiêu tạo thói quen đội nón bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô gắn máy. Đây là việc vô cùng cần thiết đối với học sinh lớp 1, lứa tuổi đang hình thành nhận thức tư duy. Thông qua món quà ý nghĩa này, ngành giáo dục tỉnh mong muốn các em học sinh luôn đội nón bảo hiểm đúng quy cách để bảo vệ an toàn cho chính mình, đồng thời kêu gọi cha mẹ học sinh nêu gương trong chấp hành luật giao thông, cụ thể như không lái xe sau khi đã uống rượu bia hay nghe điện thoại trong lúc lái xe. Năm học 2024-2025, Honda Việt Nam phối hợp với các bộ ngành liên quan trao tặng 1.700.000 nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên cả nước, kết hợp hướng dẫn an toàn giao thông cho phụ huynh.